dọn lại chú đi, chú tranh thủ đi, thắp hương đấy. Ôi dồi ôi, cái gì qua hạt mưa đấy. Nhanh tay lên các cháu ơi. Hôm nay mà chú khai trương mà mưa xuống là vỡ trận là chết toi, cũng chả vỡ đâu. Nhanh tay lên. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, ai mà vô ý thức khác hết cả người ta rồi. Này, ai trên gác mà vô ý thức thế, hả? Tôi chết rồi, ướt rồi à, hả? Này. Quá ra thủ phạm đâu Hoàng Béo rồi. Ông xuống ngay dưới đây cho tôi hỏi tội. Rồi xuống khắc phục hậu quả ngay, đợi một tí nhá. Xuống đi. Ông xuống này, ông xuống ngay tôi hỏi tội ông này. Tôi nói thật với ông Hoàng Béo nhá. Tôi cũng không hiểu tại sao cái ông Giang Cám ông này để cho nhà ông cái giấy gọi là gia đình văn hóa không biết này. Ông hát đưa hết người ta rồi này. Đã bảo sorry rồi. Mà người bị hại người ta còn chưa nói ông lại làm toáng này. Khắc phục trả cái ta đi. Thôi được rồi, đây tôi khắc phục. Vô ý thức. Lo cho người ta cái lưng đi. Rồi đây, anh khắc phục. Lo ở bên trong. Bên trong à? Bên trong rồi. Đây, anh khắc phục nhé. Em đau à? Không. À không đau. Ôi. Phê à? Vâng, phê. Thôi, chịu khó phê thêm tí nữa nhé. Để anh khắc phục, sắc khô rồi. Ui trời. Này, ông Hoàng ơi, tôi hỏi thật ông nhé. Giữa ban ngày ban mặt thanh thiên bệnh nhật thế này, ông làm cái trò gì? Giời ơi, chùi cái gì, tôi đang chùi lưng, nó cái gì đâu. Mà ông làm gì không phải thọ hét toáng lên thế. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Cái chàng vợ ông như nó mà nhìn thấy thì nó cắt. Ông nói khẽ khẽ đấy. May là vợ tôi đưa con đi học rồi đấy. Mà mấy giờ ông bắt đầu khai trương đấy? Mấy giờ rồi nhỉ? Mấy giờ rồi? Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Còn có 10 phút nữa thôi. Nhớ ông về ông dục ông Thắng xong rồi xuống đây hai ông tí phát biểu thôi cái. À này. Hả? Cầm lấy khắc phục nốt đi. Nào ra đây. Đứng gọn là hình ảnh. Đã vội thì chớ. Thôi. Tự. Cho tôi mượn cái nước hoa rồi. Phút phát cho nó thơm. Ui. Hả? Dậy phút. Ôi trời ơi. Sắp khai trương này. Ông nhìn thấy mấy em chân dài này, ông ơi lại tí đời thế. Hả? Thằng ta tạo nó thuê được mấy cái em chân dài. Em nào nhìn ngọt họng. Ôi giời, tôi nói cho ông biết nhé. Mấy em đấy là toàn công ty chỗ tổ chức sự kiện thôi. Nhá. Tôi mà thích cho thuê cho 15 em mặc bikini đứng đầy nhà luôn nhá. Nhưng mình ở bên cái lĩnh vực công chức lấy đâu để thực hiện để mà thuê. Tôi mượn ngay. Đúng rồi gì? Rồi đợi đi. Nhanh người ta đang đợi để chưa. Ui giời chị. Nhấn lên. Được rồi. Ôi giời ơi, hà cái đứa này. Hoa tao nó để cho nó gọn rồi, chúng mày đến đây làm gì? Bên quay lại chỗ cũ đi. Rồi. Ghế mình để chỗ này mang đây có gì đây nào chút thôi nhá. Phát nữa này phát nữa để hết luôn một nửa cái lọ nước xịt toilet của tôi à? Khổ, cái quần áo tôi nó chặt xà phòng nó cứ hôi, bây giờ phải xịt cái này nó mới thơm. Cho phát nữa này. Phát nữa nhá. Cho phát nữa này. Ui trời này. Cái nước hoa toilet này ông thơm quá, hôm nào mua tôi mấy bình về tôi xịt dần nhá. Được rồi. Nhanh. Anh ơi. Hả? Muộn rồi, khởi động thôi chứ hả? Chạy thôi. Cũng muộn quá rồi nhưng mà tao đang còn vướng mấy vị đại biểu nữa, sao mời mãi chưa đi xuống. Rồi, đến muộn thế. Thôi bây giờ này. Dạ. Mày cứ lên mày làm nhảm cái gì đi nhá, để cho người ta ngồi người ta đỡ chán. Để em. Em câu kéo cho. Anh nào dục nhanh lên nhá. Alo. Chào mừng quý vị đã đến với trung tâm tổ chức sự kiện kẹo kéo quốc giới hay còn gọi là quốc giới Trần. Số điện thoại 0982 000361. Chúc quý vị có một buổi thưởng thức nghệ thuật và khai trương của chúng tôi thật vui vẻ và ấm áp hôm nay. Trung tâm của tao, trung tâm này, nhưng tao bán kẹo kéo mà rồi. Nhưng mà em giới thiệu trung tâm của em trước. Thằng này bố láo trung tâm của tao đây. Vâng. Xin lỗi anh nhá.
chào mừng quý vị đã đến với trung tâm phục hồi nhân phẩm quan trọng. Chúc quý vị có một buổi thưởng thức nghệ thuật và cũng là một buổi ra mắt thật là vui vẻ và ấm áp, long trọng và cởi mở. Khách đại biểu đến rồi. Giới thiệu chiến thắng. Kính thưa quý vị, thật là vinh dự cho trung tâm phục hồi nhân phẩm phẩm quan trọng của chúng tôi ngày hôm nay được nhiệt liệt đón chào có một vị khách quý. Vị khách thứ nhất cũng là vị khách đầu tiên, đó là anh Nguyễn Chiến Thắng. Xin mời anh lên phát biểu ý kiến. Kính thưa hội phục hồi, kính thưa hội nhân phẩm, kính thưa phục hồi nhân phẩm quan trọng, phục hồi nhân phẩm quan trọng, hôm nay tôi rất vinh dự được đến đây dự cái lễ khai trương như thế này, có cảm xúc như thế này, dù có đi khắp muôn phương thì vẫn nhớ ngày tổ chức khai trương phục hồi. Xin giới thiệu với các bác anh chị là tên tôi là Nguyễn Chiến Thắng, còn có nghệ danh là Thắng Tóc Cao. Rất vinh dự đến với phục hồi nhân phẩm để tôi phục hồi cái máy chế tóc, rồi là cái máy lả, rồi cái máy giặt, rồi phục hồi rồi cái máy tuốt rau, rồi cuối cùng là phục hồi cái máy phục hồi nhân phẩm. Xin hết ạ. Chúc tao cái ảnh. Và bây giờ xin toàn thể xin toàn thể hội nghị cùng đến với lời chia sẻ của anh Nguyễn Huy Hoàng. Xin mời anh Nguyễn Huy Hoàng, hay còn gọi là anh Hoàng Béo. Cảm ơn. Dạ xin chào quý vị ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Béo ạ. Nhà em ở trên tầng trên này, tầng 3 ấy ạ. Dạ đến với buổi khai trương ngày hôm nay ạ, Hoàng Béo xin gửi đến quý vị một bài thơ ạ, do chính em sáng tác ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay được không ạ? Bắt đầu ngay ạ. Chuồn chuồn thấy nắng bay cao, gà con chuồn nắng chạy vào bóng râm. Quý vị, mùa hè năm nay là nắng nóng lắm đấy nhá. Quý vị ra đường tham gia giao thông thì là phải đội mũ bảo hiểm vào đấy nhá. Nhớ chưa? Dạ em xin hết rồi ạ. Cảm ơn bác Hoàng Béo đã có những bài thơ rất là hay, rất tình. Im để người ta còn chụp ảnh nữa nè. Chụp dọc máy lên. Hai anh ơi. Ô thế khai cương sớm thế hả? Sao anh? Bác tổ trưởng, bác tổ trưởng. Khai cương sớm thế nhỉ? Vâng. Vâng ạ, cảm ơn bác Hoàng Béo rất nhiều. Dạ. Kính thưa quý vị, đến với buổi khai trương của chúng tôi hôm nay, chúng tôi xin long trọng và nồng nhiệt giới thiệu sự xuất hiện của một vị đại diện đến từ tổ dân phố của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu bác. Bác tên là gì nhỉ? Tôi Giang Cám. Vâng ạ, xin trân trọng giới thiệu bác Giang Cám. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đợi đến với bài phát biểu của bác Giang Cám. Kính thưa hội nghị, thanh niên bây giờ chúng rất manh động, chúng thường tụ tập ở những gốc cây lớn, hái hoa bẻ cành, nói xấu cán bộ, ném đá vào hội nghị. Ngày chúng ngủ đêm đi ba, hút xì xa xì gà, thậm chí dùng cả ma túy. Chúng thường hát những bài hát thiếu lành mạnh như anh chết trên vai em chết trên vai anh, tỉnh bơ vơ. Ai cho chúng nó bơ vơ mà tại sao chúng nó phải bơ vơ? Đúng rồi. Đến tảng sáng chúng kéo nhau về các nhà nghỉ đập đá hát nhạc sàn, nguy hiểm hơn đập đá xong chúng tụ tập lại các cây xăng, không hát những bài hát lành mạnh như bài hò kéo gỗ, bài ca thủy lợi, bài ca đi cùng năm tháng. Chúng lại hò reo đứng bên cây xăng và hát như bài nổi lửa lên em. Đề nghị trung tâm phục hồi nhân phẩm quan trọng tập trung sửa chữa các đối tượng này. Hết chấm. Xin cảm ơn lời chia sẻ của bác Giang Cám. Và kính thưa quý vị, đến với buổi khai trương ngày hôm nay, ngoài những lời phát biểu của quý vị rất ân tình và rất tình cảm, bây giờ sẽ là một chương trình văn nghệ để chào mừng buổi lễ khai trương của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ tôi sẽ gửi tới quý vị một bài hát rất đặc biệt. Xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để đến với ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Khi nói về đàn bà, thấy mặt ai cũng rưng rưng. Khi nói về đàn ông, thấy mặt ai cũng hầm hầm. Đàn ông không dịu dàng như đàn bà, mà đàn ông cũng can hơn đàn bà.
phải không? Phải không ạ? Sung sướng thuộc về đàn bà, đau khổ thuộc về đàn ông, dũng sĩ thuộc về đàn ông, đàn ông, đàn ông, đàn ông. Xinh đẹp cứ dành về đàn bà, đàn ông không đẹp như đàn bà, mà đàn ông lại mạnh hơn đàn bà, phải không? Đàn ông sao quá nhiều khổ đau, sống làm sao đây hỡi trời, có đàn ông mới có đàn bà. Gay thật, có đàn ông mới có đàn bà. Cánh đàn ông chúng ta vỗ tay một cái. Và đàn bà đẻ ra đàn ông. Trần Quan Trọng sẽ lên có đôi lời phát biểu để chia sẻ với quý vị nhân dịp khai trương ngày hôm nay. Xin... Khổ quá cái thằng này, tao đã bảo mày làm đúng kịch bản nhưng là mày phải làm đúng kịch bản cho tao nhá. Mày cứ làm nhảm từ đấy nhá, mày còn nói thiếu cái từ động cơ của tao nhá. Đây của tao là trung tâm phục hồi nhân phẩm động cơ quan trọng. Mày cứ bỏ động cơ của tao từ nãy giờ nhá. Tao nói cho mày biết nhá, kịch bản của tao là cứ phải có cái đứa con gái mà là ca sĩ, hôm nọ mày cho đến đây để nó phải hát xong rồi tao mới phát biểu. Chứ bây giờ mày dùng một cái mày bảo tao phát biểu, bố tao phát biểu được thì con bé ca sĩ thôi lại lừa được lừa cái như mày. Tao cần cái gì đây hả? Mà thôi nhé, tao nói luôn cho mày biết nhá, mày mà làm ăn cái kiểu mất dạy thế nhá, này còn lâu tao mới thanh toán tiền hợp đồng cho mày nhá. Thì bác, mày đừng có làm ăn kiểu bố láo tao. Bác ơi, cháu đã bảo rồi, là cái con ca sĩ của cháu ấy nó mải chạy show khai trương cái quán cháo lòng ở bên kia, nửa tiếng nó sẽ quay mày về. Sang quán cháo lòng mày xách cổ nó về đây cho tao. Mày có muốn không? Mày muốn cái này thôi thôi. Đấy thằng này nó thiếu ca sĩ nữa thì để tôi bổ sung luôn. Cái thằng này vớ va vớ vẩn làm ăn bố láo. Tao không trả tiền mày đâu. Thôi bác ơi, đây là lần đầu tiên, lần cuối cùng. Tao bảo thằng này nghĩ mộng. Ở dưới này toàn con khách người ta trang trọng mày đấy, mày làm cái gì nó nốt năng đấy. Mày buồn cười thật đấy, thanh niên cái kiểu gì ăn mặc nốt na nốt năng bất đại. Nửa nạc nửa mỡ, nửa nam nửa nữ. Vơ và mơ mẩn. Để ta ra kính chưa quý vị. Để cho không khí chúc mừng sau đây tôi xin hát một bài hát nữa rồi nữa quên. Bài hát được mang tên Kim Bồn Đà của mày. Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xên. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm, từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu ơ. Không thể nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, để lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ. Sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam, sen đây sen nghĩa sen tình, nhớ bóng với hình yêu lắm mình ơi. Thank you.
tại sao thường nghe nhạc tình, tại sao thường ca nhạc xếp. Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm, từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu ơ. Không thể nào quên cha tôi, ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, để lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen không tô điệp lúa là không khoe sắc ngọc ngà, nhưng đậm đà Việt Nam. Sen đây sen nghĩa sen tình, nhớ bóng với hình yêu lầm mình ơi. Sen không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà, nhưng đậm đà Việt Nam. Sen đây sen nghĩa sen tình, nhớ bóng với hình yêu. Mình bà con thì giải tán đi, tắc hết giao thông thì không ăn được luôn.